về Điêu Quang, Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Hỏi nhà bà Lâm Thị Mỹ thì từ già tới trẻ ai cũng biết. Với những đóng góp của mình trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa của người Sán Dìu, tại địa phương bà đã được nhà nước công nhận là nghệ nhân ưu tú. Không vì vậy mà bà dừng lại. Hiện tại bà vẫn thường dạy bảo các cháu nhỏ về kỹ năng và cách hát soạn cô. Thỉnh thoảng các cháu đến nhà bà dạy các cháu hát nhé.
Các cháu có thích hát bài dân tộc Sắn Dìu không? Rồi, thế hôm nào các cháu lại đến tập trung nhà bà để các chị hôm nay đi du lịch nhưng chưa về. Thế hôm nào đến đông đủ để bà dạy các cháu hát nhá. Để các cháu lớn lên, các cháu nay mai các cháu lớn lên để bà đưa các cháu đi sang tỉnh Bắc Giang để hát thi. Các cháu thích không? Rồi, thế nhá. Thế bây giờ bà cho các cháu nghỉ không nóng nhá. Các cháu vào trong nhà quạt cho nó.